có một cái câu chuyện mà khi nãy em vừa nghe anh Nhật chia sẻ, đó là Quý Mạnh Thường Quân mà ủng hộ những chiếc quan tài này nè. Thì trong suốt nhiều đợt vừa qua đó thì họ đã có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi, sau khi chị ủng hộ xong cái quan tài á thì cái công việc của chị là thay đổi, nó thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, mà nó đúng luôn. Nhiều chị nhắn tin cho anh và anh cũng gửi cho mấy em coi á, là nhiều cái mà không nghĩ và cũng không ngờ, không tin cũng phải tin. À, thay đổi theo một hướng tích cực đúng không anh? Đúng rồi. Thì từ khi mà cúng dường ủng hộ cho bên chuyến xe nghĩa tình mai táng từ thiện Nhật Tâm vấn đề Hòm Rương, thì công việc của anh chị rất là thuận lợi và theo một cái chiều hướng rất là tích cực, mà không tin cũng phải tin. Thì mình đâu có cần tiền bạc gì đâu, ai cho quan tài thì mình cứ nhận thôi. Dạ. Tại mình giúp cho những người nghèo. Để sẵn là cái anh em cứ giác đi thôi. Là một chiếc quan tài nè, rồi nhang nè, quần đây. Áo. Đúng rồi. Bát nhang. Cát, rồi khăn tang, trà. Thì tổng số tiền là 80.916.000. Dạ. Trong đó thì anh Nhật tách cái số tiền cho bé Nho giùm em nha. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Ở chiều hôm nay thì Nhân và anh Phong Bụi ghé lại thăm anh Nhật Tâm, là người tổ chức những chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện phục vụ cho bà con nghèo ở khắp nước mình, mà Nhân đã đồng hành cũng như là chia sẻ trong rất nhiều những video trước. Thì chiều hôm nay Nhân ghé đây để trao sự ủng hộ của Quý Mạnh Thường Quân cho anh Nhật. Đồng thời thì cũng trong chiều hôm nay Nhân sẽ cho cả nhà xem cảnh Quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho anh Nhật rất nhiều những chiếc quan tài. Và hiện tại thì những chiếc quan tài cũng như là những cái đồ phục vụ cho bà con nghèo mất thì đang nằm ở trên chiếc xe tải này đây, và đã chuyển về đến nhà cũng như là đến kho của anh Nhật. Và bây giờ thì đang tìm cách để chuyển số quan tài này vào trong. Ở đây chính là tấm lòng của Quý Mạnh Thường Quân để san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân theo dõi video nha. Hiện tại thì các anh em đang gặp một chút khó khăn bởi vì xe tải có một cái chiều cao vướng vào cái tấm bảng ở phía trên. Bây giờ chắc phải tháo bạc bớt anh Nhật. Tháo bạc bớt ra để mà dê thẳng xe vô tới trong luôn. Dạ. Hôm nay thì Mạnh Thường Quân cũng là tập thể Mạnh Thường Quân ở Bình Dương đúng không? Đúng rồi, tập thể Mạnh Thường Quân Bình Dương, bất động sản Bình Dương tài trợ cho. Hôm nay là tiếp tục bao nhiêu chiếc quan tài? 20 chiếc quan tài mà đợt thứ 7. 20 chiếc hả? Dạ. Còn cái đó thì cũng là những bao trà hay là gì? Bao trà. Dạ. Bao trà để tấm lưới. Vậy là hôm nay là đợt thứ 7 rồi. Đợt thứ 7. Mấy lần trước thì em với anh Phong không có qua kịp để chia sẻ. Hôm nay thì anh Nhật đã dời hẳn kho về cạnh bên nhà. Sáu bên nhà luôn. Dạ. Thứ nhất là tiện, cái thứ nhì nữa là xe vô tới nơi luôn. Anh em ở đây luôn. Dạ. Nên thuận tiện đủ thứ. Và nhà của anh Nhật bên đây thì vẫn là nhà thuê. Thì vẫn nhà thuê, mình lúc đầu là chủ nhà không có chịu. Dạ. Cái ăn Tết xong cái mình nói giờ bao nhiêu người ta tới thuê rồi, thôi giờ thuê cũng không có được thôi. Chú cho con thuê đi, mà con đâu có đem xác về đây đâu, con chỉ để gỗ thôi, nó mang tiếng quan tài thôi, chứ nó cũng là gỗ bình thường, là con đem đi vận chuyển giúp cho bà con nghèo. Tức là ban đầu thì anh Nhật sang đây để thuê một căn nhà để cả nhà gia đình ở. Đúng rồi. Rồi sau đó thì cái căn nhà kế bên á, kế bên là anh Nhật cũng đã thương lượng được để xin là sẽ làm kho để chứa quan tài. Đúng rồi. Thì sát bên luôn, thứ nhất là anh em ra vô có tiện, rồi ví dụ ăn uống mình cùng nhau chia nhau ra ăn, chia sẻ với anh em. Bởi vì cái vấn đề tìm được kho quan tài thì như chúng ta có chia sẻ trong những video trước đó là rất khó. Đúng rồi. Rất khó có nhà nào chịu để cho thuê để mà mình để những cái đồ mai táng như thế này. Đúng rồi, đúng rồi. À, nhưng mà hôm nay chủ nhà ở đây cũng phát tâm rồi, thì mình dời kho về đây luôn cho tiện ha. Tiện. Rồi ví dụ như bên đây bên mình ăn cơm như thế nào, anh em đi về mệt á, thì mình cũng chia sẻ cho anh em cái vấn đề cơm nước này nọ. Dạ. Phụ được cái gì cho anh em, được cái gì hay cái đó, để có sức khỏe cùng chung tay làm thiện nguyện. Còn cái vấn đề nhà hoàng ở miền Tây á, anh Nhật thì hiện tại ở dưới đã có để hòm được chưa? Hiện tại giờ chưa, tại vì đây nó đang trục trặc có số vấn đề gì giấy tờ. Dạ. Là tại chuyện nó cũng dài dòng, là mình cũng tin tưởng giờ Mạnh Thường Quân cái chủ đất cho mình á, là người ta cho phát tâm, người ta cho mình đất, thì người ta cái vấn đề thủ tục này nọ người ta sẽ đi tự ta đi làm. Rồi mà khi người ta lên tiếng mình là mình xây dựng, là mình bắt đầu mình xây dựng. Nhưng mà bây giờ trục trặc một số vấn đề là giờ từ cái đất ruộng cho tới cái đất thổ cư, nó trục trặc cái đó, bây giờ mình đang thẩm thoái cho đầy đủ. Yeah. Và mình xin ban ngành
đoàn thể chính quyền địa phương giúp đỡ giùm để cho hoàn thiện ra sớm, tại vì nó không còn bao nhiêu quá. Rồi một phần nữa là để tiếp tục mình kêu gọi kinh phí để vô trong đó để mình xây dựng tiếp. Cho hoàn thiện xong là trong tương lai mình cũng cố gắng tranh thủ hoàn thành để còn giúp cho bà con ở dưới. Nhưng mà đồng thời á là Nhật cũng đang xây một cái kho giả chiến. Mình sẽ đưa hòm về đó trước. Trong thời gian chờ đợi cái vấn đề cái xuất hiện đường ra thì mình vẫn đưa hòm về đó trước để làm gì? Để phục vụ bà con trước cái đã. Chứ không có thể nào mà mình chờ cái vấn đề xuất hiện đường ra thì mình mới phục vụ bà con. Bây giờ mình cứ sử dụng, mình giả chiến trước cái đó, vấn đề đó. Mình phục vụ xong rồi hết rồi, cứ ban ngày đoàn thể thấy công việc của mình làm như thế nào. Tại vì cái mô hình của mình làm nó quá mới mẻ đối với bà con nghèo một tỉnh miền Tây. Mà đó, bây giờ cũng nói thẳng luôn, cái vấn đề mà từ thiện đó, người ta lạm dụng rất là nhiều. Và trong đó có sự xá hình nữa, người ta kinh doanh nữa. Còn mình thì mình phát từ cái tâm mình ra. Thì đâm ra cái vụ án mà lùm xùm bữa giờ thì em cũng biết rồi đó. Cũng trá hình cái vấn đề từ thiện. Thì đâm ra cái mình làm nó hơi bị khó khăn một chút. Bởi vì những người mà người ta làm từ thiện chân chính bằng cái tâm bị ảnh hưởng của những người mà tập trung. Thôi bây giờ lo cho anh em vào trong cái đi ha, rồi mình sẽ trò chuyện tiếp. Hiện tại thì xe đã lùi được đến cửa kho. Rất là khó khăn bởi vì xe quá lớn. Và mỗi một lần vận chuyển quan tài như thế này gặp rất là nhiều những cái khó khăn, tốn rất nhiều công sức của các anh em để phục vụ được cho bà con nghèo. Những cái chiếc quan tài rất nặng, bây giờ các anh em phải khiêng từng chiếc xuống và khiêng từng chiếc nắp quan tài xuống riêng, và sẽ để ra những chiếc xe đẩy để đẩy vào bên trong kho, chờ đến lúc có bà con mất không lo nổi quan tài, không lo nổi đám tang thì anh Nhật sẽ từ đây vận chuyển đi ngay để giúp cho bà con. Khi nãy Nhân có quan sát ở phía trong đây thì chỉ còn khoảng 4-5 chiếc thôi, thì mạnh thường quân đã tiếp tục hỗ trợ để anh Nhật có thể giúp thêm cho bà con nghèo kịp lúc. Đây chính là kho mà anh Nhật vừa thuê được để quan tài cạnh đến ở nhà của anh Nhật luôn. Mỗi lần đi cho bà con nghèo là cứ chuẩn bị vậy nè. Tức là Nhật để sẵn luôn rồi đúng không? Đúng rồi. Để sẵn là cái anh em cứ vác đi, anh em cứ vác đi thôi. Là một chiếc quan tài nè, rồi nhang nè. Quần đây. Áo. Đúng rồi. Bát nhang. Cát rồi khăn tan, trà. Đúng rồi. Đúng không anh? Cứ chuẩn bị sẵn cho bà con nghèo. Mình lại đi trước cái anh. Trà lót ở dưới à? Để cái bàn ăn dưới bàn lên lên. Trà lót ở dưới. Để lại đi. Thì cả nhà cũng biết thì mỗi lần mà có tan gia mà khốn cùng thì thường đó là rất là gấp gáp. Mình sẽ không biết được cái người mất lúc nào, cho nên mà còn khi mà người ta báo, người nhà báo cho anh Nhật á, thì anh Nhật phải tức tốc đi ngay để kịp làm đám tang. Và anh Nhật thì phải chuẩn bị trước những chiếc quan tài, để sẵn những đồ đạc trong quan tài như vậy, để có là sẽ chuyển ngay chiếc quan tài đi để đảm bảo là đủ những đồ cần thiết, không có bị thiếu. Lấy cặp ngựa để ra ngoài trước. Rồi để chưa? Anh Nhật thì hỗ trợ là từ Nam đến Bắc luôn, cho nên nếu như mà chạy đến nơi rồi mà thiếu đồ thì nó cũng rất là khó khăn. Cho nên anh Nhật luôn phải chu toàn trước. Quay lại. Quay đầu ạ. Để giật mấy bên mình đây nhiều quá được. Đóng thêm bụi cây luôn. Ra mình. Rồi lấy thêm một cái cặp ngựa lên, bỏ cái lên, lấy cặp ngựa đó. Rồi cái này cái gì thôi, kéo cái chân kia lên cho nó ngay. Anh thấy ở đây có những chiếc quan tài nhi nè, rất là cho các bé. Hôm nay thì con biết là trong những chiếc quan tài này có quan tài các bé. Số lượng các bé mà anh Nhật hỗ trợ cũng rất là nhiều.
luôn, giải lên luôn, giải lên luôn, cao lên luôn đi, cho nó đều quá mà. Em cho đều tay rồi, cái thằng làm thằng nào luôn, nó nặng lên đó. Lên đi, lên đi, lên đi, mình lên đi. Trời đó. Được, đồ công không? Đồ ngoài, đồ của trung tâm. Rồi bây giờ là nảy thẳng vô trong vậy nè. Được, đồ của trong ngoài. Ừ. Rồi nè. Rồi vô trong. Rồi sao? Phải ra sát vô trong thôi. Sao vô trong bên đó? Ở đều vô trong, đây ra ngoài. Cái đầu vô. Không, quay đó. Cái chỗ này em đưa vô đi. Cái này cái gì đây? Gia tài của hồ môn của ai vậy? Của em á. Quách của Lợi. Cái quách của Lợi hả? Rồi quách của Lợi đã lầu. Hai cái nữa. Bốn cái. Rồi kéo dài xuống. Mấy cái này em đưa vô trong đi. Đặt thêm mão nè. Sức chứa của kho này thì khoảng bao nhiêu cái nhỉ? Hả? Sức chứa của kho này thì khoảng bao nhiêu cái quan tài? Quan trọng do mình sắp xếp thôi. Dạ. Yeah. Muốn 30 cái thì sắp xếp là được 30 cái đó. Dạ. Yeah. Hình như ở trên lầu còn nữa hay sao nhỉ? Trên lầu á, trên đồ để dọn đồ bớt lên trên lầu với mấy anh em ngủ. À, để nghỉ ngơi đúng không? Đúng rồi. Còn ở trong đây em thấy để những cái chân đèn nè. Đúng rồi, trong này là mình lấy để chân đèn và tấm màn. Dọn lại hết. Lại đồng phụng á. Đúng rồi. Mới làm thêm hai bộ mới nữa. Hai bộ mới nó trên lầu. Là cũng từ sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cứ để gọn vô. Đây phòng mấy anh em ngủ. Trống này trống phụ để. Vậy kho này được thêm cái lầu chắc rộng hơn kho cũ. Rộng, rộng hơn nhiều. Wow. Đây. Đây. Thêm hai bộ mới. À. Mà cái này mình sẽ đem về dưới miền Tây mình lo. Dạ. Đem về hỗ trợ dưới khu vực miền Tây ha. Đúng rồi. Hai bộ này là mình đem về phục vụ bà con tỉnh miền Tây. Còn cái này là cái gì đây nhỉ? Cái này là lúc mà mình chuyển đổi công năng á, mình làm xe cứu thương á, à, thì nó sẽ dư ra. Dạ. Nó dư ra thì bây giờ mình cứ giữ đó, khi nào mà xe nào mà bị hư ghế này nọ mình tận dụng làm sử dụng hết. À. Chứ mình đỡ tốn tiền. Tức là khi chuyển đổi công năng một chiếc xe bình thường thành xe cấp cứu với đúng, xe chở quan tài á, thì mình phải bỏ bớt những hàng ghế này. Đúng rồi. Giờ mình để đây. À, hiện tại thì anh Nhật có kế hoạch cho chiếc xe tiếp theo chưa? Đang dự trù là sắp tới là sẽ xin thêm 4 chiếc nữa mà không biết tùy duyên thế nào. Tại giờ em hôm bữa em cũng thấy rồi đó, là nó đâu có đủ đâu. Tính ra là mình hiện tại giờ mình 6 chiếc. Hiện tại giờ mình 6 chiếc. Yeah. Nhưng mà công suất hoạt động tối đa anh em đi cũng quay đầu cũng đâu có nổi. Yeah. Giờ cứ mạnh thường quân nào tùy duyên á, cho được chiếc nào mình chiếc đó. Yeah. Và sắp tới là sẽ thì sắp tới là tại vì khi mà mình cái tích thiện đường mình xong hoàn thiện xong hết dưới miền Tây á, là mình sẽ cho hai chiếc phục vụ ở dưới bà con tỉnh miền Tây. Ví dụ như bà con ở tỉnh Sóc Trăng cần đưa về Cà Mau hoặc là đưa về tỉnh nào thì mình sẽ hỗ trợ vấn đề xe chở về nơi đó, đồng thời xe đó là ví dụ chở về xong rồi mình vận dụng mình ví dụ như người nhà có người mất thì mình làm luôn cái đám tang không đồng cho người ta đã đỡ tốn được đồng nào hay không đó. Yeah. Mình sẽ cho hai chiếc về miền Tây phục vụ cho bà con tỉnh miền Tây. Còn bên này là phòng anh em tài xế cũng tập trung ngủ. Được cái gì hai cái đó. Ủa, còn ở phía trên nữa hả? Còn trên nữa. Tận dụng cho anh em đi nhiều khi về khuya này nọ nghỉ ngơi. Yeah. Còn cái mâm huyền thoại nè, theo anh suốt một đời nè, mâm huyền thoại đấy. Theo anh từ cái chiếc xe đầu tiên luôn, mâm đựng xác anh nhỉ? Chính xác. Yeah. Mà mình cũng đâu có bỏ nó. Mình đi đâu mình cũng vác nó đi theo. Thì em cứ nghĩ là bao nhiêu người nằm trong đây, còn giờ không lẽ em cầm em qua. Yeah. Có một cái câu chuyện mà khi nãy em vừa nghe anh Nhật chia sẻ, đó là quý Mạnh Thường Quân mà ủng hộ những chiếc quan tài này nè. Ừ. Thì trong suốt nhiều đợt vừa qua đó thì họ đã có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì có chị Đào với anh Lâm là ủng hộ đợt 5 đợt 6.
là 20 mấy chiếc quan tài. Thì sau khi chị ủng hộ xong cái quan tài á, thì cái công việc của chị là thay đổi, nó thuận tiện hơn, thuận lợi hơn. Mà nó đúng luôn, nhiều chị nhắn tin cho anh và anh cũng gửi cho mấy em coi á, là nhiều cái mà không nghĩ và cũng không ngờ, không tin cũng phải tin. Và chị hẹn là khi chị đi công tác hết tháng 8 chị về, chị sẽ đồng hành tiếp, là chị Đào với anh Long. À, thay đổi theo một hướng tích cực đúng không anh? Đúng rồi. Thì chị cũng nói, chị cũng nhắn tin anh, cũng gửi cho em coi á. Thì từ khi mà cúng dường ủng hộ cho bên chuyến xe nghĩa tình mai táng từ thiện Nhật Tâm, vấn đề Hòm Rương, thì công việc của anh chị rất là thuận lợi và theo một cái chiều hướng rất là tích cực, mà không tin cũng phải tin. Dạ. Thì bây giờ hiện tại giờ anh chị đang đi công tác. Dạ. Đến hết tháng 8 anh chị về, anh chị sẽ đồng hành tiếp. Tức là chúng ta sống trên đời này, em nghĩ chúng ta phải tin vào cái việc nhân quả. Tức là dạ, chúng ta rồi. Gieo cái nhân tốt, chúng ta gặt cái quả tốt. Dạ. Mà cái này là chúng ta giúp cho những người mất nữa. Dạ, thì ông bà mình từ hồi xưa giờ vẫn tôn trọng cái phần tâm linh. Dạ. Và cái phần người đã khuất. Cho nên đó là khi mà mình giúp họ thì có thể là có một cái sự phù hộ nào đó, đúng không anh? Để cho chúng ta gặp được nhiều cái may mắn hơn. Bởi vì việc chúng ta là giúp cho những người mất mà. Dạ đúng dạ, rồi. Được một cái đám tang tươm tất để đưa họ về thế giới bên kia. Dạ. Dạ. Cho nên là khi mà hỗ trợ những cái quan tài này thì nhiều mạnh thường quân cũng nói là gặp rất nhiều những cái may mắn. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì mình đâu có cần tiền bạc gì đâu. Ai cho quan tài thì mình cứ nhận thôi. Dạ. Tại mình giúp cho những người nghèo. Và sắp tới cái nhà mà tiền chế tạm thời, trong lúc chờ đợi cái thực hiện đường để hoàn thiện hết thủ tục giấy tờ và nó ra cái tích thiện đường đó, thì mình vẫn làm cái nhà tiền chế để mình đưa quan tài về mình phục vụ bà con nghèo trước. Yeah. Chứ mình không có thể nào mình chờ được, tại mỗi một lần vận chuyển từ Sài Gòn mà về tới Sóc Trăng hoặc Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau nó rất là khó khăn. Thì mình lấy cái tâm điểm ngay chỗ Sóc Trăng thì mình làm gần nhất. Yeah. Thì mình quan tài mình cứ đưa về đó trước, mình phục vụ trước, rồi còn vấn đề tích thiện đường thì mình bắt đầu mình cứ làm tiếp, tới đâu tính mình làm tới đó, tới đâu mình làm. Cũng tới hy đó. Vọng thì trong tương lai nhà hoàng đó cũng sớm đi vào hoạt động. Dạ. Anh Nhật còn tiếp tục làm một tích thiện đường thứ hai nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Là ở Sài Gòn. Dạ. Chính rồi. Là ở cái miếng đất mà anh Nhật, nhà anh Nhật cho anh Nhật, là anh Nhật không cất nhà mà để xây nhà hoàng đó đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ, thì cái lúc đầu tại vì á, mình ngay từ đầu là mình chuyên về cái vấn đề cứu thương và cái vấn đề mai táng từ thiện. Thì cái vấn đề cái thủ tục mà xây dựng mà cái tích thiện đường thì mình cũng chưa có quen, mình cũng hơi bị bỡ ngỡ, đôi khi mình sẽ bị gặp trục trặc cái vấn đề giấy tờ. Yeah. Nhưng mà hy vọng xong cái tích thiện đường đầu tiên ở Sóc Trăng phục vụ cho bà con tỉnh miền Tây, thì mình cái thứ hai mình sẽ có kinh nghiệm hơn và mình biết đường đi nước bước, mình đi làm việc với những đâu. Yeah. Tại bây giờ hiện tại giờ mình cũng như mình đâu có rành về nhà đất đâu. Yeah. Nên đâm ra mình trục chặt giấy tờ. Yeah. Mình cũng phải vẫn phải cố gắng chứ mình không có bỏ cuộc. Tại vì bao nhiêu công lao, mồ hôi công sức của tất cả quý mạnh thường quân. Yeah. Trong nước, ngoài nước đã tin tưởng, đặt hết niềm tin vào mình. Yeah. Thì mình vẫn phải cố gắng, dù là hơi thở cuối cùng. Yeah. Mình phải ra cho cái đích thiện đường để phục vụ cho bà con nghèo. Thì hy vọng là cũng xong sớm để em với anh Phong Bụi có thể xuống viếng. Dạ. Thăm nơi đó và có thể công khai cho tất cả mọi người. Dạ. Được biết và đưa tích thiện đường đi vào hoạt động. Dạ. Dạ. Chắc chắn là sẽ có một chuyến về Sóc Trăng để quay về tích thiện đường. Dạ. Cũng như là việc xây dựng tượng Địa Tạng Vương vẫn còn bị trì hoãn cho đến bây giờ. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì không có thợ làm. Phải dùng giờ, hiện tại giờ thợ chỉ có 3-4 thợ chứ mấy. Dạ. Mà vừa là làm cái này vừa làm cái kia rồi vừa làm luôn cái kho. Yeah. Tiền chế đỡ để mình đưa quan tài về. Dạ. Yeah. Cái vấn đề này nó cũng lạ mà không ai dám làm hết. Đúng rồi. Không có thợ xây nhà nào mà dám làm những cái như là nhà hoàng hay là dựng tượng Phật, tượng này kia hết. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Không có thợ hồ nào dám làm hết, cho nên chỉ được có mấy người làm thôi. Thì cứ xoay qua xoay lại có nhiêu đó. Yeah. Chưa kể còn mùa mưa rồi mùa nắng nữa, chưa kể bệnh đau giờ thợ nghỉ nữa, đó có bữa có ngày có mình anh chủ thầu anh ngồi để làm luôn một mình một cõi luôn. Cho nên cũng mong là quý mạnh thường quân hiểu, cho thêm thời gian, từ từ chúng ta sẽ quay cho quý mạnh thường quân xem. Dạ, về tất rồi. Cả những gì sự ủng hộ của mạnh thường quân đã làm. Dạ. Dạ. Chứ mình cũng hiểu mà quý mạnh thường quân cũng nôn nóng cái vấn đề tích thiện đường ra. Dạ, đúng rồi. Và bao nhiêu công sức mồ hôi
sức lực và niềm tin để gửi về cho Nhật Tâm để làm cái tích thiện đường. Và bây giờ nó trục trặc cũng rồi còn thêm một phần thợ nữa cái đâm ra hơi bị lâu. Nên cũng Nhật Tâm vẫn phải cố gắng để cho hoàn thiện ra để cho quý bạn thông quan. Còn hôm nay thì với số lượng quan tài này có lẽ là phải làm đến chiều tối nữa rồi. Dạ đúng rồi. Phải dọn đến chiều tối nữa rồi mới xong. Dạ. Trên từ á. Từ mấy anh ơi. Nè con này nè, chị này nè. Chị á, chị đang kéo đó kìa. Cứ một số lượng quan tài em thấy kinh khủng. Dạ. Vô, đầu đó đi, anh đầu này né gì nữa. Dạ bên. Thẳng luôn. Ba em nó vậy mà nó cứ quay không biết gì đó. À, hôm nay thì em cũng tiếp tục trao duyên của quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện Nhật Tâm Thánh Nhật. Dạ. Đây là lần thứ 11 và em cũng xin công khai danh sách trước ha. Có Nguyễn Thị Sương Mai ủng hộ 300.000, Tô Yến Phương 4.700.000, nhóm bếp yêu thương ủng hộ 2 lần mỗi lần 500.000, dạ. Gia đình chú Như Quang 500.000, Nguyễn Nhật Trường 500.000, anh Luân Nhân 1 triệu, Lê Văn Bi 100 nghìn, cô Thiên Nga ở Na Uy 1 triệu, một mạnh thường quân giấu tên 500 nghìn, dạ. Tống Thùy Linh 500 nghìn, chú Phúc Lê là 500 đô Mỹ, trong đó thì có 9 triệu 240 nghìn là ủng hộ cho hoạt động mai táng từ thiện, dạ. Còn 2 triệu 310 nghìn là gửi cho bé Nho giúp em nhanh nhật. Dạ. Dư Trần Hải Đăng 500 nghìn, Nguyễn Thị Thu Trúc 1 triệu, cô Nguyễn Thị Anh 1 triệu, Nguyễn Hoài Hiền 200.000, Phan Thị Mỹ Vân 300.000, Nguyễn Thị Phương 300.000, chị A Sĩ gì đó 200.000, Tăng Thanh Tuyết 200.000, Đặng Văn Lợi 200.000, Võ Thị Kim Oanh 300.000 để xây tượng địa tạng. Dạ. Nguyễn Quốc Dũng NT 2 triệu cũng để xây tượng địa tạng. Cô Hiếu ở Cali là 10 triệu đồng, Vương Phương Mai là 1 triệu đồng, ủng hộ cho chuyến xe không đồng. Một mạnh thường quân giấu tên 2 triệu. Thảo Hoàng 150 đô Mỹ, sư cô Như Hiền là 50 đô Mỹ, Phan Thị Tuyết Vân là 300 nghìn, Facebook Khang Trang 1 triệu, Thiện Hòa 2 triệu, Bùi Ngọc Tuấn 200 nghìn đồng này là gửi cho bé Nho. Dạ. Hồ Văn Hai 500 nghìn, Tài 100 nghìn, anh Minh Phạm ở Florida 150 đô Mỹ, Trần Văn Đạt 500 nghìn, chị Mai 100 nghìn, anh Đông 100 nghìn, mạnh thường quân giấu tên 200 nghìn, vợ chồng Lê Xuân Bảo Trần Thị Miến 500 nghìn, mạnh thường quân giấu tên là 400 đô Mỹ, trong đó thì để xây tượng địa tạng là 9.240.000 và 5 triệu, em xin lỗi em đọc lại cái này, là một mạnh thường quân giấu tên là 400 đô Mỹ để xây tượng địa tạng. Còn cô Yến ở Canada thì ủng hộ là 500 đô Canada, trong đó thì mới chia ra là 5.4 triệu để cho anh Nhật, còn 3.6 triệu là cho bé Nho. Dạ. Chị Hà là 50 răng Thụy Sĩ, chị Linh là 100 răng, chị Phượng là 150 răng. Tổng số tiền Việt là anh chị các chị chuyển khoản là 7.196.000. Một mạnh thường quân giấu tên ủng hộ thêm 1.045.000 nữa, thì tổng số tiền là 80.916.000. Trong đó thì anh Nhật tách cái số tiền cho bé Nho giùm em nha. Dạ, có gì em gửi danh sách. Dạ, em sẽ gửi danh sách cho anh Nhật để anh Nhật dễ xem ha. Dạ, thì dạ. Đại diện chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện Nhật Tâm cũng xin chân thành tất cả các anh chị em mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay đóng góp hỗ trợ cho chuyến xe nghĩa tình cũng như mai táng từ thiện, giúp đỡ cho bà con nghèo được nhiều hơn. Và sắp tới là Nhật Tâm sẽ cố gắng hoàn thiện và ra mắt cái tích thiện đường Nhật Tâm ở dưới miền Tây để phục vụ cho toàn thể bà con nghèo tỉnh miền Tây, cho quý mạnh thường quân thấy. Dạ. Và em với anh Phong cũng rất vui khi đồng hành với anh Nhật đến nay. Dạ. Là cũng rất là lâu rồi. Dạ. Và hỗ trợ được cho rất nhiều bà con nghèo. Dạ. Thì hy vọng số tiền này sẽ tiếp tục có thêm những cái quan tài nè, rồi những cái chuyến xe để hỗ trợ cho bà con nghèo. Dạ. Điển hình như là tối hôm qua thì anh Nhật cũng có gọi cho Nhân, ở đó là anh Nhật hỗ trợ một cái ca là ở bệnh viện Xuyên Á Củ Chi. Dạ, tốt ở trên Củ Chi, bệnh viện Xuyên Á. Rồi hồi nãy là Nhật cũng có đi qua bên chùa Phổ Minh á, là cũng có một trường hợp cô này ở dưới Sóc Trăng, hiện tại giờ đang nằm thoi thóp bên chùa, thì Nhật cũng đã qua rồi, thì cũng trao đổi hết với gia đình. Thì bây giờ là lúc mà ngồi cạnh cô á, Nhật có hỏi với gia đình là còn ở nhà còn ai chưa gặp nữa không, thì nói là còn đứa con út chưa có gặp, tại vì còn vướng bận cái vấn đề trục trặc của gia đình là người con trai lại muốn mẹ ở đây để mà mất, tại vì nằm ngay chùa thì có gì về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà người con út á thì lại muốn đưa mẹ về quê
nơi chôn nhau cái rốn của mình. Thì đồng thời á, đồng thời thì Nhật cũng nói chuyện với trao đổi á, thì Nhật mới nói là nếu như vậy á thì nên đưa mẹ về quê. Tại vì sao? Đâu phải là, ở đây nói thẳng luôn là không phải nhất thiết phải nằm ở ngay chùa và mất ngay chùa là sẽ được về Tây Phương Cực Lạc. Cái điều quan trọng, cái nghiệp, cái phước, cái báo, cái phần của mình lúc còn trẻ có gây nghiệp hay không, hay là lúc còn trẻ mình tích đức hay như thế nào, chứ không phải đừng nhiều. Tại vì người con đã suy nghĩ cái vấn đề mẹ mất ở chùa sẽ được về Tây Phương, nhưng mà chắc phải có về được hay không là do phần phước của người mẹ. Mà cái nguyện vọng mà người mẹ đó nằm ở trong chùa Phổ Minh á, ở bên phường 15 á, là đã 20 ngày rồi và các đạo tràng tới tụng không đi nổi. Thì lúc mà Nhật qua thì Nhật mới nói là đưa cô về nhà đi, không quá 3 bữa, không quá 3 bữa sẽ mất, thì cứ đưa về đi. Rồi bắt đầu thì hồi nãy người con cũng gọi điện á. Rất là nhiều những cái câu chuyện đời trong những lần mà anh Nhật hỗ trợ làm đám tang. Thì nãy giờ quý khán giả cũng thấy là rất nhiều cái cuộc gọi tới, đó là có thể là những cái cuộc gọi mà người nhà đang trong cái cơn khó khăn không lo nổi đám tang cho người thân của mình. Thì thôi bây giờ cũng để cho anh Nhật có thể làm việc và còn chuyển cái số quan tài này vào trong nữa, và còn nghe điện thoại nữa. Thì Nhân với anh Phong kết thúc video ở đây. Nghe giùm anh, hẹn có ai gọi vậy? Sẽ đồng hành cùng anh Nhật trong những cái chuyến tiếp theo nha. Nghe giùm anh, nãy ai gọi? Dạ, Nhật Tâm xin chào tất cả anh chị em quý mạnh thường quân công ngoài nước ạ.